Hôm nay mình cũng hiếu kỳ cái trái dưa mình để giống nha. Mình cũng không biết ở bên trong nó như thế nào nữa. Lúc mà nó còn nhỏ đó, mình cắt cho các bạn xem là ở bên trong dường như nó không thấy có cái hộp. Nhưng mà hôm nay mình sẽ thu hoạch nó và sẽ cắt ra cho các bạn cùng xem. Và mình cũng hiếu kỳ, mình cũng muốn biết ở trong nó có hộp hay không nữa. Và trước khi mình cắt cái trái dưa xuống thì mình sẽ đo cho mọi người xem là cái dưa nó dài như thế nào nha. Tới đó là phản tới với cái đích của cái trái dưa, là trái dưa dài khoảng 15 inch. Dài khoảng 15 inch. Ở bên đây thì nó cũng vẫn còn mấy trái nhưng mà nó không có nhiều. Cái mình bẻ nó hết rồi, sau này mấy cái đợt sau này mấy cái giống như mấy cái nhánh tẻ nó ra, nó còn vài trái nhưng mà nó cũng kéo dài, nó có trái hoài. Và đây là cái thời khắc sinh tử của trái dưa leo của mình nha quý vị. Trái dưa leo mình để giống à, đây là giờ phút sinh tử đây. Rồi, wow, trái dưa trên cái mình nó có mấy cái gai nó đâm đau tay thiệt đó chứ. Ồ, nhưng mà mình phủi phủi gì nó rớt mấy gai, chắc cái nó tại vì giống như nó cái dưa nó già đó, mình phủi phủi mấy cái gai dưa rớt hay nè. Wow, cái dưa này chắc cỡ ký quá. Em quý vị, cái dưa giống. Và bây giờ mình sẽ cắt mở nó ra coi ở bên trong nó như thế nào nha. Nhưng mà mình để một người khác thí nghiệm đi, mình để một người khác thí nghiệm cắt cái dưa này đi. Và đây các bạn, đây là một người muốn trải nghiệm cắt trái dưa leo giống nè, nhìn giống 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 trái dưa gan. Trời ơi, nặng quá hả? Ừ. Cắt là Trời thử ơi. rồi cắt đi. Em hiếu kỳ quá chừng. Mình cũng Cắt cuốn không? muốn cắt cắt đây, cũng bỏ ra giống nha. Còn ăn được không? Ở trong cái thịt nó trở lành như nó hơi vàng vàng luôn rồi. Sẽ dài nó ra cho đẹp. Để coi có hộp không nha. Này gà mà không có hộp là coi như là dưa này mình không thể để giống được nha. Hiếu kỳ quá mà, lần đầu tiên mà. Và đây là giây phút hồi hộp và chờ đợi nha quý vị. Wow. Ôi, sao cái hộp nó tí tị vậy anh? Không biết luôn, cái hộp nó nhỏ Ôi, xíu vậy cái chắc hộp ta nó chút làm để xíu. giống không được rồi quý vị ơi. Là coi như cái trái dưa Hàn Quốc này mình để giống không thành công rồi. Giống như hồi nó còn non, nó không có hộp, mà nó lúc mà nó già lên, mình để nó già lên cái hộp cũng cứng đó các bạn. Cái hộp cũng cứng đó mà cái hộp nhỏ xíu vậy nè. Theo mình đoán hình như cái hộp nó còn non luôn đó. Ừ, sao nó non quá ha, nó không bự một miếng nào Còn luôn. cái hộp nhỏ xíu à, nó không có bự. Mình không có biết là có chồng nó sống hay không, hay là phải để cho trái dưa nó khô luôn, mình cũng không biết nữa. Đây là cái lần đầu tiên mình trải nghiệm, mình thấy cái dưa, cái trái, cái vỏ nó coi như là nó vàng ở ngoài rồi nó nứt luôn. Là mình để hồi từ tại là trái dưa đầu tiên mình để tới bây giờ gấp sắp hết mùa luôn đó, mà mình mở ra các bạn thấy nó không có, ở trên này coi như hoàn toàn không có hộp luôn. Còn dưới này nó có được mấy hộp thôi, Có mấy hộp à? có mấy hộp mà mấy hộp nhỏ 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 không à. Ngộ Wow, quá. đây cũng là trải nghiệm lần đầu tiên nha quý vị. Mình không có biết là cái hộp này mình phơi xong rồi mình trồng nó có sống hay không. Nó nhỏ xíu như vậy, nó còn nhỏ hơn cái hộp gạo nữa. Làm em tưởng nhiều hộp, em xách cái thau. Tưởng tưởng là nhiều hộp như trái dưa bình thường của mình đó quý vị, quanh hết nguyên cái thau với cái gỗ ra luôn, bây giờ làm nhúm vậy cũng không được luôn. Wow, Sang năm mình ngộ để quá lại đi anh, ha. sang năm mình để cho nó khô rang thôi luôn. Maybe là lần sau sang năm giống như quanh nói đó quý vị, mình để một trái dưa mình để cho nó khô luôn thử coi thế nào. Chứ hiện tại là cái hộp nó rất là nhỏ luôn, nó nhỏ hơn cái hạt gạo luôn, mình không biết là trồng có được hay không nữa. Vậy em biết rồi, hồi nãy em cầm trái dưa nặng quá. Ừ. Chắc mình phải chờ tới khô nước luôn hả? Năm sau mình để thử nữa đi, thử một lần nữa. Chắc năm sau mình thì trải nghiệm lại một lần Ôi, nữa. công nhận trái dưa bự quá, chừng bự mà mình kiếm được có nhiều hộp à. Nó không có hộp ở trên đầu này, coi như hoàn toàn không có hộp luôn nè. Không nhiều ha. Wow.
Nhưng mà cái Ủa họ vậy cứ nhỏ rồi họ xíu. trồng cái dưa này làm sao họ lấy cái hạt À, giống ta? người ta có bí quyết gì đó hay là mình lần đầu mình chưa có rành đó, mình để nó vàng như vậy nhưng mà nó chưa có tới, không chừng. Gần hơn gỡ gần hết trái dưa luôn, Rồi, có có nhiều hộp nhiều. đây nè, có nhiều hộp Vui rồi thiệt. mình để giống thử thôi chứ quỳ chứ ở tại chỗ cái chợ Hàn Quốc gần mình á, năm nào nó cũng bán cây giống á, mình chỉ ra đó mình mua mình trồng thôi, nhưng mà mình muốn trải nghiệm là mình để cái hạt giống thử như thế nào thôi, chứ lúc nào chợ bên này nó cũng có bán cái cây giống hết. Nhưng mà hộp này nhỏ quá nên Hộp anh khỏi phơi đi, em nghĩ phơi cũng không được. phơi chắc trồng chắc cũng không có lên luôn. Ừ, cái hộp này nó non lắm, nó không có màu vàng gì hết, để em bấm thử trong ruột một cái. Ok, cái nó có Không được, nó mềm nó hả? mềm xèo à. Ồ. Nó mềm xèo à, anh lấy thử hộp bự nhất anh bấm thử coi. Nó cũng mềm xèo Nó à. chạy chạy À, vậy là không lẽ cái này để khô luôn ta? chắc vậy rồi, mình để cho nó khô trái dưa luôn. Chắc phải để đậu khô trái dưa luôn. Cái hộp này coi như nè, Nó không có gì trong á. mình nghĩ là cái hộp này nó cái trái dưa nó vàng là cái hộp ở trong cứng rồi phải không gì, mà Không có gì trong á. nó mềm mèo à. Ồ, cái hộp cũng mềm mèo à, coi như nó sẹp lép Nhưng luôn á, nó mà không có gì trong á, là mình nói coi như là cái dưa này mình để giống không thành công rồi quý vị, là có lẽ là họ trồng dưa giống họ có cái bí quyết gì á, chứ trái dưa thường mình trồng ra cái hộp mình bẻ cho các bạn xem nãy đó là ở trong nó không có cái gì luôn, lạ thiệt. cái kết của sự hiếu kỳ nè. Trời ơi, trái dưa bự mà tiếc không? Không có một hạt giống luôn. Rồi sự hiếu kỳ mà của mình đã có câu trả lời rồi đó quý vị, là bị thất bại hoàn toàn. Sang năm mình đi chợ mua cây Ừ, giống mua khác. cây giống trồng bảo đảm. Mình cũng hiếu kỳ nghĩ là cái cây gì mình trồng có trái có hột là mình sẽ làm cái giống được, còn cái này hoàn toàn cái hột nó bỏng lỏng ở trong luôn, nó không có gì á, nó mềm mèo à, Em và cái hột mình bấm cái ra nó bỏng lỏng ở trong nghĩ trái dưa này còn ăn được luôn à. á. Và đây thất bại của mình, trải nghiệm lần đầu tiên. Trái dưa bự quá chừng. Em bỏ hộp vô đây luôn. Bỏ luôn, Không có hộp luôn nè. nó còn thơm phức à, y hệt như là Nó trái còn dưa thơm bình trái dưa thường leo luôn á. à. Wow, ăn thử Ngon không? đi. Đắng à? Cay à? Nó không ngọt mà nó chua quý vị. Ủa Chua lét à. vậy hả? Ngộ à, Ủng quá. nhà nó có cái hộp mà cái hộp nó bọng lỏng ở trong mà ngộ thiệt, nó không có cái Em nghe mùi dưa leo nhưng mà nó nhỏ quá mình bé, là các bạn không thấy, nó nhỏ xíu à, nhỏ xíu mà xíu. nó bọng lỏng ở trong luôn, nó bọng lỏng luôn, chắc các bạn không thấy đâu tại vì nó nhỏ quá. Ngộ ha, thôi lần sau là mình đi mua cây giống cho bảo đảm. Nhưng mà em cũng hiếu kỳ, để lại một trái giống nữa. Làm sao để à? Tại sao người ta để được mình để không được? Không biết. Mình phải để cho nó khô luôn. Nhưng mà bây giờ cái hộp nó không có gì chổng mà để khô cũng đâu có gì chổng. Thì tại mình muốn tự mình biết thử coi người ta là lấy giống để như thế nào á. Mình Rồi. sẽ thử một lần nữa, mình cũng sẽ chừa lại một trái nữa. Nhưng mà nó chín như vậy ăn nó không có ngọt mà nó chua lét. Trời ơi, dám bẻ ăn luôn. Và đây là trải nghiệm kế tiếp của ông xã mình. Lần đầu tiên trồng dưa hoàng kim. Trồng mình để cho nó bò như vậy nè. Mình nghĩ là nó sẽ không có nhiều trái vậy đâu. Và đây là trái dưa to nhất. À, nó Đó. vàng rồi đó quý vị, nó vàng vàng, nó sắp chín rồi. Nó hơi vàng vàng ha. Cái này chắc 2 tuần nữa ha anh. Chắc mình đón chắc cỡ 2 tuần nữa, bên kia mấy trái bên kia bự quá Nè, chừng, cũng ở bự đây quá chừng luôn. cũng có vài trái kế tiếp. Đây, trái này là trái thứ hai nè. Đây, những em kế tiếp nè. Đó có trái, 2 trái đó cũng bự ra, Thấy còn hai cưng trái à. kia bên kia thì hơi nhỏ nhỏ một chút. Nhưng mà trồng với bằng kim dối anh, mỗi một bông là một trái À, nhưng mà nó không phải nó đậu hết quý vị, đó. nó mỗi mắt là mỗi có bông, nhưng mà nó chỉ đậu được một vài trái, là cái giống như cái trái bự nó rút hết dinh dưỡng là mấy cái trái kia nó rụng à, Anh nhìn nó giống trái su á anh. Bữa trái nào. su à. Y chang, nhìn giống trái su mà cái loại su da láng á. Nó còn nhỏ nhìn giống cái xu chứ nó bự lên đâu còn giống, nó bự giống cái bầu, nhìn giống cái bầu Ôi anh ơi, tuốt trong đây một trái nữa là mình có tới 9 trái đặng. à.
trồng hai dây dưa mà có chín được 9 trái trái. Ăn đã rồi. 9 trái. Mình xin dừng video của mình tại đây. Chủ đề video của mình nói về lối sinh hoạt và thú vui của gia đình. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp của mình. Xin chào các bạn.